Trọng đăng lên là Trọng kiếm thợ để xây á. Thì có rất là nhiều nhà thầu liên hệ cho Trọng. Thì khán giả có biết là những nhà thầu đó là báo giá cái ngôi nhà tương đương như này họ báo bao nhiêu không? Thì cái này là Trọng không có ý gì, Trọng nói xấu hay nói gì bất kỳ ai. Trọng chỉ nói một phần nào về cái chuyện này ở đây thôi. Trọng không có muốn nói xấu ai nhé. Cũng có những nhà thầu mà chân chính, có những cái nhà thầu mà họ làm nhưng mà giá rất là cao. Cũng với cái nhà như vậy, Trọng gửi cho họ xem những cái hình ảnh mà về cái ngôi nhà tình thương mà Trọng đã xây á. Khán giả biết họ báo bao nhiêu không? Những cái nhà đó Trọng hay xây là chi phí là tầm 130-150 thôi. Mà khi mà Trọng đăng cái bài viết lên là những nhà thầu liên hệ cho Trọng nhận xây cái nhà đang xây này là họ báo giá là 200 triệu, có nhà thầu báo giá là 250 triệu, và có nhà thầu là báo giá là gần 300 triệu luôn đó cả nhà. Thì Trọng đã viết rõ là nhà tình thương rồi. Nhà tình thương là sao? Là làm bằng cái tình, và cái giá cả của nó là phải thực sự là yêu thương thì mới làm được. Chứ nhà tình thương mà báo giá là 250 cho đến 300 triệu thì làm sao mà xây được cả nhà. Cũng với một cái nhà y chang như vậy luôn, mà những chỗ khác người ta nhận xây, người ta vừa xây, người ta vừa giúp, người ta nhận có 140-150 triệu. Mà Trọng không hiểu sao là một số nhà thầu lại liên hệ với Trọng là muốn xây cái nhà này là tới giá là 250-300 triệu. Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là Trọng đang có mặt tại thôn 6 của xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay là Trọng quay lại thăm gia đình của bé Trân. Bé gái có cha mẹ bị tai nạn, cha thì bị mất, còn mẹ thì bị cắt mất một chân đó cả nhà. Thì hôm nay là Trọng lên đây để Trọng cập nhật tình hình cái ngôi nhà mà tình thương được bên Trọng tặng cho gia đình bé đã làm đến đâu. Bữa giờ thì cũng có rất là nhiều khán giả hỏi Trọng là tình hình nhà đến đâu rồi, sao chưa thấy quay cho tất cả khán giả cùng xem á. Tại vì không phải là Trọng không có muốn quay. Bữa giờ là Trọng đi lên trên này rất là nhiều lần, đi lên đây cứ đi lên rồi đi về ngày nào cũng thế. Cái lý do mà Trọng chưa lên được video á, là bữa giờ là Trọng chưa kiếm được nhà thầu để xây nhà cho gia đình của bé Trân. Thì chuyện là như vậy. Trọng có chia sẻ lên á, là Trọng muốn xây dựng một cái ngôi nhà tình thương mà nho nhỏ như những cái video trước á, mà Trọng hay xây dựng để trao cho những cái hoàn cảnh nhá. Trọng có chia sẻ cái thông tin lên trên Facebook. Thì có một số anh em bên đội xây nhà chủ thầu có liên hệ cho Trọng á, và báo một cái giá nhà nó rất là cao luôn. Cái nhà nó nho nhỏ như vậy thôi mà mấy anh em bên thợ báo tới giá là 250-300 triệu. Có nhiều người thì báo hơn 200 triệu, 200 triệu cũng có nữa. Thành ra là Trọng đi lên trên này rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có thống nhất được cái giá cả để làm nhà, nên là bây giờ là nhà chưa có làm được. Thì nói chung là chuyện là nó cũng rất là dài. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá, là xem tình hình nhà cửa làm đến đâu rồi. Bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của bé Trân rồi nha cả nhà. Thì đây là cái nhà hôm bữa mà gia đình của bé ở. Còn bây giờ thì Trọng làm việc với một số anh em xây nhà. Thì hiện tại bây giờ là anh em bên đội xây nhà là đang ở cái nhà này. Còn gia đình bé Trân thì đi ra đằng sau, ở nhờ nhà của ba mẹ ruột. Nhà này bây giờ là để cho anh em bên thợ xây. Trọng mới chạy lại đây luôn đó cả nhà. Thì để kiếm được cái đội xây nhà uy tín và chất lượng thì phải nói là rất là khó luôn. Kiếm chủ thầu xây nhà, Trọng chia sẻ thật luôn, kiếm thì rất là dễ, nhưng mà kiếm được cái người nào mà làm mà thực sự uy tín và có tâm đúng chất cái nhà tình thương luôn thì kiếm được cái thợ như vậy, chủ thầu như vậy thì nó mới khó. Thành ra là nãy Trọng mới nói cái câu chuyện là có rất là nhiều thợ nói với Trọng là báo giá là 250-300 triệu để xây dựng lên một cái nhà mà chỉ có nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thì chuyện nó dài lắm, xíu nữa vô trong video để Trọng kể cho cả nhà cùng nghe. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này. Đây cả nhà, phía bên này là thợ đang tiến hành xây dựng cái ngôi nhà. Không phải nhà này nhá. Khán giả xem, khán giả lại tưởng là nhà này. Nhà này là của người dân. Còn đây nhà của hai mẹ con bé Trân thì đang được xây dựng ở đây. Đây, Trọng ra Trọng quay cho cả nhà xem này. Bây giờ là thợ là đang làm việc. Bữa giờ là cũng đào móng rồi, đang làm móng đây cả nhà.
Chào anh em, chào các chú bên thợ nhá. Đây, đây là Trọng quay cho cả nhà xem đây. Đây là cái móng này đang được đào. Đằng sau này là phòng bếp với cả nhà vệ sinh. Đằng trước này là phòng ngủ. Đây cũng là phòng ngủ luôn. Trên nữa là phòng khách. Đây, Trọng quay sơ qua cho cả nhà cùng xem này. Cái móng này bữa giờ mình làm được mấy ngày rồi chú? Cái này làm được 2 ngày. 2 ngày rồi đúng không? Ngày, 3 ngày. Ngày hôm nay ngày thứ 3 đúng không? Đúng rồi. Vâng. Xây bên này là xây ráp danh tường với nhà kế bên luôn này cả nhà. Tại vì đất của chủ nhà, đất của mẹ của bé Trần á, chị Trúc á, là chỉ có nhiêu đây thôi, có 5 mét thôi. Nên là xây cùng với bức tường này luôn. Nhưng mà cái nhà bên cạnh này là cũng là nhà của người thân luôn. Cái nhà này là nhà của chị Trúc, là tức là mẹ của bé Trân luôn. Nên là hai nhà xây tường sát nhau luôn. Nhưng mà vẫn xây riêng hoàn toàn nhá, chứ không có xây chung nhá. Vẫn xây gạch lên riêng đàng hoàng luôn. Chỉ là sát nhau thôi. Dạ. Yeah. Họ thấy mình xây móng vậy là họ biết đúng không chú? Xây móng vậy là biết, xây nhà này chứ đâu xây chung được. Dạ. Nhà phải nhà ai nấy ấy chứ. Vâng. Để Trọng vô để Trọng xem tình hình sức khỏe của chị Trúc như thế nào, với cả bé Trân như thế nào, để Trọng dắt ra ngoài này để xem cái nhà mới nha cả nhà. Ngày hôm nay là đang có 4 thợ là đang xây dựng ở đây. Mai mốt mà ổn định hơn thì chắc là sẽ cho thêm thợ xuống để làm. Nãy giờ là Trọng đi vô trong nhà thì Trọng đón mẹ con của chị Trúc nè, chị Trúc với cả bé Trân với cả em gái của chị Trúc đi ra thăm nhà nha cả nhà. Đây, ngôi nhà là đang được xây dựng bên này đây. Đâu Trân lên đây con. Thấy nhà mới đang được xây này có mừng không? Mừng. Có vui không? Vui. Đi ra đây chú cho xem nhà nào. Đâu, mình đi ra đây. Ra ngoài này xem nhà luôn này. Đây nha chị Trúc. Chị Trúc với Trân nè, thì đây là đang xây dựng lên cái ngôi nhà cho hai mẹ con mình nhá. Dạ. Trân thì con thấy cái ngôi nhà này con có vui không? Có. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Con nói chú Trọng nghe xem nào. Con cảm ơn chú Trọng, chú Kiệt. Cái nhà đang được xây lên như vậy là con có nôn nao không? Con có háo hức có nhà mới không? Sáng mới đi đâu? Sáng nay con mới đi đâu về? Đi nhận giấy khen. Nhận giấy khen à? Năm nay là được học sinh gì? Xuất sắc. Học sinh xuất sắc hả? Sắp được nghỉ hè chưa? Để Trọng nói chuyện với mẹ của bé một tí. Đây, thì cái ngôi nhà là đang được xây dựng nha chị Trúc. Dạ. Thì giống như là hôm bữa là mình bàn đấy, thì là dài là 13, ngang là 5 mét. Dạ. Thì bây giờ là ngày hôm nay là 4 thợ đang là xây đây. Ngày hôm nay thì chị nhìn thấy cái ngôi nhà đang được xây như này thì chị thấy thế nào? Rất là mừng. Rất là mừng. Dạ. Mình có mong chờ không? Có. Chắc cỡ khoảng là tầm 1 tháng hơn, cỡ khoảng là tầm 1 tháng rưỡi đổ lại thôi là sẽ xong cái ngôi nhà này. Đó. Đất nhà mình là chỉ có từ đó tới đây thôi đúng không? Dạ. Nên là làm như đó. Sau này phòng khách là mình sẽ làm ở đây nè. Đây, phòng khách là mình sẽ làm ở đây. Xong rồi đằng sau này là hai phòng ngủ. Dạ. Sau này là hai phòng ngủ, đằng sau kia nữa là nhà vệ sinh với cả nhà bếp. Nhà bếp trong nhà luôn. Dạ. Thích làm nhà bếp trong nhà hay là thích làm nhà bếp riêng bên ngoài? Trong nhà được rồi. Trong nhà tiện hơn đúng không? Ừ. Nhà dài 13 mét luôn đấy nha cả nhà. Thường thường á, là Trọng mà đi xây nhà đúng không? Xây nhà tình thương á, thường thường là Mạnh Thường Quân tài trợ là chỉ có 60 mét vuông thôi. Dạ. Là ngang 5 dài 12. Nhưng mà đây là nhà của mình là dài là tới 13 mét vuông luôn á. Dạ. Thành ra là mình là được hơn người ta rất là nhiều. Tại vì thấy chị Trúc là có bé như vậy á. Đúng rồi, Trọng nói lại một lần nữa về cái vấn đề mà xây nhà tình thương. Thì bữa là nếu mà khán giả mà thường xuyên xem video của Trọng á, là khán giả sẽ biết á, là cái video cuối cùng mà Trọng lên nhà chị Trúc Trọng thăm á, thì Trọng có nói là một vài ngày nữa là Trọng sẽ tiến hành xây nhà.
nhưng mà tới tận ngày hôm nay là hơn nửa tháng rồi thì Trọng mới xây được. Cái lý do là Trọng chưa có kiếm được nhà thầu. Không phải là không kiếm được nhà thầu, nhà thầu thì rất là nhiều luôn, nhưng mà kiếm được một cái nhà thầu nào mà thực sự uy tín và có tâm để làm thì rất là khó. Trước đấy là Trọng cũng xây nhiều cái nhà tình thương, nhưng mà đa phần là những cái nhà đó ở rất là xa, những chủ thầu đó là họ không có thể đi xa được á. Họ có thể đi nhưng mà nhiều anh em thợ thì không có xa được gia đình nên là họ không có đi xây, nên là Trọng phải kiếm nhà thầu mới để xây dựng ở cái chỗ này. Trọng có đăng một cái bài viết lên trên Facebook thì Trọng nói là Trọng đang cần tìm chủ thầu xây nhà gấp ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Đây là cái nơi mà gia đình chị Trúc đang ở nè. Trọng đăng lên là Trọng kiếm thợ để xây á. Thì có rất là nhiều nhà thầu liên hệ cho Trọng. Thì khán giả có biết là những nhà thầu đó là báo giá cái ngôi nhà tương đương như này họ báo bao nhiêu không? Thì cái này là Trọng không có ý gì Trọng nói xấu hay nói gì bất kỳ ai. Trọng chỉ nói một phần nào về cái chuyện này ở đây thôi. Trọng không có muốn nói xấu ai nhá. Cũng có những nhà thầu mà chân chính, có những cái nhà thầu mà họ làm nhưng mà giá rất là cao. Cũng với cái nhà như vậy, Trọng gửi cho họ xem những cái hình ảnh mà về cái ngôi nhà tình thương mà Trọng đã xây á. Khán giả biết họ báo bao nhiêu không? Chỉ gia đình mình chắc cũng biết những cái nhà tình thương mà Trọng hay xây đúng không? Dạ. Những cái nhà đó Trọng hay xây là chi phí là tầm 130, 150 thôi. Mà khi mà Trọng đăng cái bài viết lên là những nhà thầu liên hệ cho Trọng nhận xây cái nhà đang xây này là họ báo giá là 200 triệu. Có nhà thầu báo giá là 250 triệu. Và có nhà thầu là báo giá là gần 300 triệu luôn đó cả nhà. Thì Trọng đã viết rõ là nhà tình thương rồi. Nhà tình thương là sao? Là làm bằng cái tình. Và cái giá cả của nó là phải thực sự là yêu thương thì mới làm được. Chứ nhà tình thương mà báo giá là 250 cho đến 300 triệu thì làm sao mà xây được cả nhà. Cũng với một cái nhà y chang như vậy luôn. Mà những chỗ khác người ta nhận xây, người ta vừa xây, người ta vừa giúp, người ta nhận có 140-150 triệu. Mà Trọng không hiểu sao là một số nhà thầu lại liên hệ với Trọng là muốn xây cái nhà này là tới giá là 250-300 triệu. Thành ra là Trọng không có làm việc được với những nhà thầu đó. Nên là bây giờ thì Trọng mới làm việc được với một nhà thầu ở đây. Thì cái nhà thầu ngày hôm nay ở đây thì cũng rất là ấy, nhận cái nhà này là với giá là 140 triệu. Thì chú chủ thầu thì chú đang làm việc ở trong này. Đấy cả nhà. Giới thiệu với tất cả khán giả, ở kế bên Trọng đây là chú Cường. Chú là bên đội xây nhà và chú cũng đại diện cho chủ thầu nhận cái ngôi nhà này làm việc cùng với Trọng với cả gia đình chủ nhà luôn. Đấy, chú chào chú Cường nhá. Dạ. Nhà mình xây được mấy ngày rồi chú? Này 3 ngày à. 3 ngày rồi à? Vâng. Cái nhà này thì dự tính khi nào xong nhỉ? Chắc tầm cỡ hơn tháng. Hơn 1 tháng. Chính xác cỡ tháng rưỡi không? Hay là chắc không chắc tới? Chắc tầm đó, tầm đó lại. Không tới 2 tháng thôi đúng không? Mình không tính còn có ngày nghỉ được nữa chứ. Dạ. 2 tháng thì không tới đâu. Vâng. Đây là cháu giới thiệu với chú Cường nhá. Đây là chủ nhà. Đấy, thì là chú cháu mình với cả Mạnh Thường Quân là đang xây nhà cho gia đình này đây. Đấy, thì bây giờ có cả gia đình, có cả cháu ở đây luôn á. Thì cái ngôi nhà này xây dựng như thế nào thì chú cháu mình bàn luôn. Vâng, đấy. Thì chú nói đi, để cho cháu với cả chủ nhà thì cũng biết luôn chú Cường. Thế thì nói gì đâu, mà bây giờ là bên kia là người ta giao, nhà đầu tư nó giao là mình làm cái này cho họ. Thì cứ xây tường 10, vâng, 4 phòng, mà 1 phòng khách 3m, 2 phòng ngủ là mỗi phòng 3m, phòng toilet với lại bếp chung khép kín là 4m. Dạ. Tổng là chiều dài là bao nhiêu chú? Tổng chiều dài là 13m. Chiều ngang? Chiều ngang là 5m. À. Chú là chú Cường là thợ của cái nhà đầu tư luôn đúng không? Đúng rồi, là vâng. Mình là bên thợ. Dạ. Là ở trong nhà thì nội thất thì như thế nào chú? Thì nội thất thì cứ xây xong rồi là sơn sơn với hình thức là mình lăn bột mình sơn thôi chứ không có trích. Còn trần thì đóng trần thả, lau không thả đấy. Còn nền? Nền thì đóng gạch hoa. Xăng thì đổ bê tông 3m. Vâng. Có làm cái máy vòm ra 3m vậy đó. Điện nước là đầy đủ đúng điện không nước đầy đủ. Vâng, là chìa khóa treo tay luôn. Điện nước rồi đàng hoàng. Vâng. Thế còn những cái mà lặt vặt như kiểu là bồn nước với cả chân bồn thì sao chú? Cái đó thì chắc phải chủ nhà, bên chủ nhà rồi đó. Chứ bên nhà thầu đây thì người ta làm việc với bên đầu tư thì không có cái đó. Cái đó là chủ nhà sẽ tự lo đúng không?
rồi các cái phần như là hầm rút rồi hầm vệ sinh đấy là bên chủ nhà người ta phải bố trí người đào rồi cho họ. Vâng. Chứ còn mình thì không có nằm trong đó vì cái đó nó nằm ở ngoài cái khu vực nhà. Vâng. Thì những cái gì mà tại vì làm cái ngôi nhà này thì những cái gì mà về phần mà ngôi nhà gia đình tự làm á. Đúng thì rồi. Chú cứ làm việc trực tiếp với gia đình nhá. Đúng rồi. Chăm nhá. Giả sử mà những cái chú mới nói đây như kiểu là hầm vệ sinh này kia các thứ à. Tại vì người nhà mình cho người nhà đào nhá. Ở nhà có nhiều đàn ông mà đúng không? Dạ có. Thì chú cứ làm việc trực tiếp với chủ nhà. Ví dụ như đất này này cũng vậy, đất này nó là phải nhờ chủ nhà hỗ trợ nè. Hỗ trợ là sao? Hỗ trợ cái đất đây này, ví dụ nhà mà nếu có thanh niên đông thì nó lấy đất ở đâu đem vào, còn không là phải làm thế nào mới có đất mới đổ được chứ. Đổ thêm như này nữa. Ừ. Kêu bên nhà đầu tư, kêu bên chủ thầu chở đất về chứ chú. Nếu mà cái đó thì nó thuộc về nằm ở ngoài cái thường là người ta nhận nhà là không có nhận cái đổ đất. Không, cái đấy ý chú nói cho vâng, hết dạ. Thường là người ta nhận nhà người ta làm là đất đó là bên chủ nhà. Thì còn cái này là ví dụ như ấy thì muốn thì mình bàn thêm với bên đầu tư. Đây. Thế này là về phần đất mà thiếu đúng không? Tại vì nhà thì đường cũng lớn, đất thiếu thì chắc cũng một vài xe thôi. Thì cháu cũng nói chuyện với bên chủ thầu rồi. Thì chú cứ làm việc với chủ thầu. Thì cái đó là... thì chú cứ kêu là đất mà thiếu đúng không? Chú cứ kêu cái anh chủ thầu anh Đức đó. Anh Đức đúng không? Rồi chú rồi. Làm việc với anh Đức, chú cứ kêu anh Đức là kêu xe đất trở về thì người nhà họ sẽ hỗ trợ là kiểu họ sẽ cho thêm người nhà ra phụ á để cán cái nền ra. Còn đất thì mình làm trọn gói thì cái chú cứ làm thì việc với đơn anh giản Đức. Thôi. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là cái quan trọng là xe chở đất đó. Cái này là chú nghĩ là để xem bên đầu tư nó tùy theo xe to xe nhỏ nữa cháu. Cái này là khoảng bao nhiêu khối chú? Tầm cỡ nếu mà ấy thì cũng cỡ hai xe thôi chứ không nhiều. Hai xe thì chắc tầm triệu mấy, dưới 2 triệu. Hai xe ba xe là cỡ đó. Về cái xe đất thì mình có biết giá không? Em thì không biết, chắc là mấy anh thì biết rẻ biết đó. Cỡ khoảng mấy trăm thôi nhờ. Cái xe đất mà 8 khối ở dưới em là có 550 à? Thế nó tùy theo địa phương đấy. Ở đây mà chênh là chắc 1-200 ngàn đúng không chị chú? Ở đây như hồi nãy thằng kia nói chừng 700-800. 700-800 một xe 8 khối á. 700-800 một xe đúng không? Xe lông chứ. Xe đó nó chở vật liệu nó xe. Có khoảng 3 xe. Có tầm cỡ 3-4 xe đó. Ba xe thì cũng có 2 triệu mốt mà. Chú cứ nói với anh Đức đi. Thế cứ nói với anh Đức đi xong thử, rồi. Nói, vâng. Xong thử. Nếu mà anh Đức mà thế nào thì cứ nói với gia đình hoặc nói với cháu. Rồi. Vâng. Thế thì cháu cũng cảm ơn chú Cường nhá. Chú cho mình bắt tay một cái nào để làm việc. À chị Trúc, chị cảm ơn chú anh em bên đội xây nhà đi để dạ. Mình hợp tác vui vẻ. Hai chú cháu tâm sự đi. Dạ. Thì có gì đâu tâm sự vậy đâu. Bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh nó vậy thì mình cố gắng làm cho nó hoàn hảo vậy thôi chứ. Dạ. Rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi, có gì cảm ơn. Dạ. Đây nay Trọng cũng nói chuyện với chú chủ thầu rồi thì khán giả xem thì khán giả cũng thấy rồi đấy là những gì mà chủ thầu làm là nhận có 140 à mà những chủ thầu kia thì nhận tới 250 tới 300. Trọng không thể tin được luôn. Thành ra là cái quá trình xây nhà nó mới chậm bây giờ á. Nhưng mà bây giờ thì mình đã kiếm được chủ thầu thì mình chốt được rồi thì nói chung là sẽ cũng nhanh thôi. Anh em thầu người ta đang làm. Trọng không phải là có nhiều người mà thấy Trọng đăng lên trên Facebook á cứ tưởng là Trọng không biết giá xây nhà lần đầu này kia. Không phải đâu, Trọng xây nhà tình thương ở Lâm Đồng này là Trọng xây cả chục chiếc rồi, chục cái nhà như vậy rồi, Trọng với cả Mạnh Thường Quân xây. Nên là giá cả như thế nào thì Trọng đều biết hết. Nhưng cái nhà tình thương như này thì nó chỉ dao động từ 130 đến 150, 160 là cao nhất. 160 là làm full nhà cực kỳ đẹp rồi lát gạch các thứ đầy đủ luôn. Còn nói đi thì cũng phải nói lại, nãy giờ là Trọng nói những cái nhà thầu mà không chân chính. Còn cái nhà thầu mà hiện tại bây giờ là đang nhận xây cái nhà này này. Thì trong video này thì Trọng cũng gửi lời cảm ơn luôn. Cảm ơn nhà thầu này vì đã nhận xây cái nhà tình thương này cho gia đình chị Trúc với giá là 140 triệu. Thì gồm những cái cam kết là như nãy giờ khán giả nghe thì khán giả thấy rồi đó. Tổng là 65m2, vừa lát gạch hoa này, vừa lợp trần này kia các thứ đầy đủ, cửa sắt này kia đầy đủ luôn. Thì nói đi cũng phải nói lại thì Trọng cũng gửi lời cảm ơn cho đến nhà thầu đã vì đã nhận xây cái nhà này. Ngày hôm nay thì Trọng đi lên trên này, Trọng cập nhật tình hình về cái ngôi nhà tình thương được xây dựng cho hai mẹ con của chị Trúc rồi đó. Còn về cái vấn đề sức khỏe của chị Trúc thì chắc là Trọng thấy là cũng đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ em hỏi chị nhá, là sức khỏe của mình bây giờ thì thế nào rồi? Vẫn còn đau. Vẫn còn đau? Đau nhiều. Nhưng mà đỡ hơn hôm trước chưa? Đỡ xíu thôi. Đỡ xíu thôi. Dạ. Nhưng mà bây hôm nay là mình ngồi được rồi mà đúng không? Ngồi là cố lắm ạ.
Cú lắm mới ngồi được hả? Còn thường ngày ở nhà là có hay ngồi xe lăn không? Không. Nằm trong bữa nay ra thăm nhà lên là mình cố thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà dạo gần đây là mình còn hay phải lên trên bệnh viện nữa không? Có chứ, một tuần nữa lên đó. Để lên trên đấy là để khám cái gì khám nữa? Khám tổng quát. Dạ. Khám tổng quát. Dạ. Hôm bữa là chị gọi điện cho em, chị nói là mình làm việc với cái bên mà xảy ra tai nạn rồi đúng không? Dạ. Xong chưa? Chưa. Chưa xong nữa à? Dạ, chưa. Ý là hai bên là sao mà là chưa giải quyết xong? Dạ, và còn khúc mắc anh. Khúc mắc. Dạ. Ý là chưa có đồng thuận được cái hướng giải quyết nên là chưa xong đúng không? Dạ. Khi nào thì mình lại xuống đó tiếp? Chắc vài ngày nữa. Vài ngày nữa. Dạ. Thì sức khỏe thì mình càng ngày càng ổn là ok rồi. Nhà cửa thì cũng đang tiến hành xây. Dạ. Thì hai mẹ con thì gắng đợi nhá. Chắc tầm tháng rưỡi nữa là xong rồi. Dạ. Dạ, cũng không biết nói gì hơn. Giờ chỉ biết cảm ơn anh chồng, anh Kiệt đã giúp đỡ hai mẹ con. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ hai mẹ con được một căn nhà. Cảm ơn rất là nhiều. Tới ngày hôm nay thì khán giả xem video thì khán giả không còn phải lo lắng gì nữa cho hai mẹ con của bé Trân và chị Trúc. Tại vì bây giờ thì sức khỏe thì cũng đã ổn rồi, đã qua hẳn được cơn nguy kịch. Nhà cửa thì cũng đang xây lên rồi. Khi nào mà nhà cửa xây xong hay là xây được tới đâu, tình hình nhà xây tới đâu thì Trọng cũng sẽ cập nhật cho tất cả khán giả cùng xem. Để Trọng nói chuyện cùng với bé Trân vài câu. Bây giờ nhà xây gần xong rồi, con có vui không? Có. Con có gì muốn nói với chú Trọng không? Dạ, con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân và chú Trọng và chú Kẹt đã xây một cái ngôi nhà cho con và mẹ con. Con được nghỉ hè rồi mà đúng không? Dạ. Trọng đang tính nói là cố gắng học giỏi, nhưng mà bé học giỏi luôn rồi, bé có giấy khen học sinh xuất sắc rồi. Thì con có phải học hè không? Ừ. Có phải đi học hè không hay là được nghỉ hè? Được nghỉ hè. Nghỉ hè luôn à? Rồi, bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì chắc là Trọng cũng đi về nhá. Chào hai mẹ con. Trọng cũng chào tất cả khán giả luôn. Thì tình hình về cái ngôi nhà của gia đình chị Trúc như thế nào, Trọng sẽ cập nhật ở những video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh, cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng nhé. Đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo về gia đình chị Trúc và cái tình hình ngôi nhà tình thương này xây dựng đến đâu thì Trọng sẽ cập nhật lên kênh YouTube cho tất cả khán giả cùng xem. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.